19 tuổi cho tới đây ba em cũng quen bốn cuộc tình, tình nào cũng 2 năm, tình nào cũng 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 đẹp, nhưng mà tới không tới lúc đó là nó có bị lời nguyền á chị ơi, cứ 2 năm là em chia tay, bốn mối tình mà cứ 2 năm là thì tính em giống như nó bị chán á chị Đường, với lại kiểu lúc mà mình còn trẻ, mình còn nhỏ háo thắng đứng núi này trông núi nọ, lúc mà mình có người yêu xong rồi á mình lại thấy trời có rất là nhiều thằng vô mình mà nó còn ngon hơn bồ mình nữa, kiểu nó dễ nói thôi, ít nói với người ngoài nhưng mà nói nhiều với em, cùng tư duy, cùng quan điểm, cùng sở thích ăn uống, cùng một nền tảng giáo dục, cùng cách đối nhân xử thế, nói được làm được, tiền có ít có nhiều không quan trọng, quan trọng là cho ai bao nhiêu, quan trọng là cho ai bao nhiêu. Ở đâu không quan trọng, nhưng mà quan trọng là đứa mà tự mở nhà hàng Trung Quốc rồi tự làm các kiểu á, là hai đứa cực lắm, làm từ 9 giờ đến 11 giờ đêm mới về nhà, lận mà về nhà còn còn thời gian cãi nhau nữa kìa, nghe lâu em cãi nhau đấy, là bất đồng quan điểm, bất đồng trong công việc các kiểu làm chung với nhau mà. Thì anh nói anh từ từ anh dạy em, mà mỗi ngày mà anh chửi á là em lớn lên là em cảm giác, tại vì chỉ biết xong yêu mà yêu nó có sức mạnh lắm. Từ khi mà em không biết tiếng Hoa vì yêu anh đó, em thay đổi biết đọc tiếng Hoa luôn, em biết nói tiếng Hoa tiếng Anh là vì anh đó. Với em cảm ơn anh đó rất nhiều, anh dạy em rất nhiều, anh lúc nào anh cũng không cảm thấy hài lòng em phải thay đổi đi, em phải thế này thế kia, em thay đổi vì ảnh, nhưng mà cuối cùng cũng đâu được gì đâu. Đến với chương trình ghép đôi thần tốc online mùa 2 quý vị nhé. Mặc dù các bạn ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể kết nối được cùng với các Tường. Tường đang rất là háo hức đây. Và bây giờ Tường sẽ muốn kết nối ngay với ba người chơi tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin cho Tường được kết nối với bạn nữ trước đi ạ. Chào em gái, em thấy chị không? Có, em thấy chị. Rồi, và bây giờ thì cho Tường gặp bạn trai đầu tiên. Hello, chào em trai. Chào em, chào chị ạ. Áo lực trắng tinh ha, đẹp trai lịch sự ha. Em trai thứ hai cho Tường gặp luôn. Em chào chị Khách Tường. Rồi, chào em. Trời ơi, hôm nay hai chàng trai đều mặc hai chiếc áo xanh trắng. Trời ơi, giống nhau quá. Chào bạn nữ khó chọn rồi nha. Em gái trước nè. Em ơi, bây giờ em hãy giới thiệu cho chị Tường biết là em tên là gì và hiện tại em đang ở đâu. Xin mời em gái. Em tên Ngọc Quỳnh, em đang sống và làm việc tại quận 7. Quê mình ở đâu Quỳnh? Tại đang độc thân. Quê em ở Long Thành. À, đang sống ở quận 7. Mình đang làm công việc gì Quỳnh? Em kinh doanh, em buôn bán hàng online, những cái đạt đồ mà hot trend nhập từ bên Trung Quốc về. Mình sống ở quận 7 là mình sống với ai? Mình sống một mình. Nhà mình đông anh chị em không Quỳnh? Nhà em có một đứa em trai. Bạn trai ở vị trí đầu tiên, tên gì? Em giới thiệu cho chị Tường nghe coi. Dạ em là Đỗ Thương Bình ạ. Sống ở Quảng Bình chị ạ. Sống ở Quảng Bình luôn? À, của bố ở Thái Bình. Nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình ạ. Và hiện tại bây giờ đang sinh sống và làm việc ở Quảng Bình. Bình đang làm công việc gì cưng? Buổi trưa thì chiều em ở nhà cũng làm bên thanh toán ăn với lại bố mẹ. Em làm thêm mộc và em chạy xe dịch vụ nữa. Làm nhiều vậy? Thợ mộc và chạy xe dịch vụ đồ quán ăn hả? Wow, dữ ha. Nhà mình đông anh chị em không? Nhà em thì ba anh chị em ạ. À. Em là đầu tiên, sau thì có một đứa em gái em đã lấy chồng rồi, còn một đứa, còn thằng anh trai thì bây giờ đang vào lớp 10. Cảm ơn mình nha. Bây giờ chúng ta đến với chàng trai còn lại. Rồi, mời em trai giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào hai bạn. Em tên là Trần Đắc Phong, em sinh năm 1985. Hiện tại em đang công tác và làm việc tại Hà Nội. Quê em Hà Nam. Em lên sinh sống và làm việc Hà Nội cũng khá là lâu rồi ạ. Mình đang sống với ai ở Hà Nội? Dạ, hiện tại thì em đang sống hai bố con. Ông bố độc thân hả? Dạ. Chút xíu nữa chị sẽ khai thác về cái chuyện này nha. Công việc của em hiện tại? Em hiện tại đang làm bên truyền hình chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu của thành phố. Cụ thể là mình làm gì cưng? Em làm đang làm tránh văn phòng. Con có làm gì thêm nữa không? Tại nãy giờ chị thấy bạn nam kia làm mấy công việc luôn, thì mình thì sao? Em có đầu tư kinh doanh thêm cái mảng về thiết bị y tế như là khẩu trang. Dạ. Em có đầu tư cùng với lại một anh bạn về nhà máy khẩu trang. Thế bây giờ mình ở Hà Nội là ở đâu? Em ở quận Đống Đa chị ạ. Đó là nhà của cơ quan hay nhà công ty hay là nhà mình thuê? À, nhà riêng của em rồi chị ạ. À, mình đã mua nhà ở Hà Nội rồi. Vậy là em định sau này là mình sẽ lập nghiệp ở Hà Nội luôn. Dạ vâng. Là mình sẽ về quê mình ở Hà Nam. Em thì định cư ở tại Hà Nội luôn ạ. À,
Rồi, vậy là bố mẹ đều còn ở quê hết ở Hà Nam. Dạ vâng. Bây giờ Quỳnh giới thiệu một xíu về bản thân mình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là cái gì nè Quỳnh? Điểm mạnh của em là ăn nói lưu loát nè, giao tiếp tốt, tâm lý, nấu ăn ngon, làm mồi rất là ngon. Ăn nói lưu loát mà rồi giao tiếp tốt, mà nãy giờ tôi thấy nói chuyện với tôi ngắn ngủn không à. Còn gì? Tôi bắt được nhịp chị ơi. Tôi bắt được nhịp phải nhanh lên chị. Ngoài ra mình có những cái yếu điểm gì nè? Em hay quên, em không thích tính toán, không thích tính những cái con số. Với lại em hay kỹ, rất là kỹ tính, thích sạch sẽ. Dân kinh doanh làm ăn online mà hay quên rồi không thích tính toán đâu. Vậy tiền bạc đồ của mình, sổ sách mình em không thích giữ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Em không thích giữ tiền. Em kinh doanh em làm nhưng mà tiền em không thích giữ, với em không thích tính. Thế em nhờ một người khác làm vậy thì nó bị ngược ngược vậy. Gì kỳ vậy? Rồi tiền ai giữ? Chỉ thích làm tiền, làm ra tiền thôi chứ không thích giữ. Chỉ thích làm tiền, làm ra tiền thôi chứ không thích giữ. Thường mà những người nói như vậy là tôi biết là tiền nhiều lắm mới nói như vậy. Nếu những người mà đang còn kinh doanh nhỏ lẻ mà kiếm từng xu từng cắt là tối nào cũng kiếm tiền. Tại tôi đã từng trải qua giai đoạn đó rồi. Thời mà tôi mới vừa bán online là bán chai mật ong, mà tôi còn ngồi đóng gói mà từng chai mật ong cho khách, là đêm về sẽ ngồi đếm coi được bán được mấy chai, tiền bao nhiêu xếp xong còn buộc dây thun nữa rồi mới cất vô tủ. Bây giờ khai thiệt đi, bây giờ thu nhập một tháng là được bao nhiêu tiền nè? Thẳng vấn đề luôn là thu nhập của em dao động từ 30-100, nhưng mà mùa dịch này thì không kiếm được lúc mà trước dịch á thì như vậy. Với cái mức thu nhập như vậy là sẽ tạo ra một cái áp lực cho các đàn ông nào đang muốn đeo đuổi em đó nha. Tôi bỏ vào một cái sao mình nghe phần giới thiệu về công việc cũng như là về mức thu nhập vân vân thì mình có suy nghĩ như thế nào? Đầu nghe chia sẻ của bạn thì bạn thu nhập như vậy thì cũng bây giờ thì theo em nghĩ là cũng khá là cao rồi ạ. Mình có tự tin là sau này mình có thể là lo lắng được cho gia đình, cho vợ con mình không? Hiện tại thì công việc của em làm thì cũng khá là ổn định ạ. Còn cái việc lo lắng cho vợ con thì điều đấy là tất nhiên là mình phải làm được và mình không làm được cũng phải được, không làm được cũng phải được. À, không được cũng phải được, đúng rồi. Dạ, đúng rồi chị. Cái đó phải chị nói đâu, đâu mình mới nói đó, mà chị tự nói đâu nha. Rồi, thế điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì em nhanh nhẹn, em dễ hòa đồng, em dễ tiếp thu, với lại em làm được nhiều công việc ấy. Hôm này đa tạp, cái gì cũng làm, không có chuyên, đúng rồi là táo. Còn những cái... Điểm yếu của em thì... chắc là em kiểu em hay hay chơi game nhé. Đi làm 3-4 năm mà còn hay chơi game nữa. Kỹ tính, em ngăn nắp gọn gàng, kiểu là không vứt linh ta linh tinh hay để cứ lộn xộn chỗ này chỗ kia. Phong giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Phong. Điểm mạnh của em thì cái nhất là vui vẻ, hòa đồng, thích sạch sẽ, có trách nhiệm, kỷ luật cao trong công việc, đam mê thể thao. Thể thao là môn gì? Cái môn thể thao cầu lông, bóng đá thì em cũng chơi được. Vậy tốt, tăng cường sức khỏe ha. Dạ vâng. Còn gì nữa? Điểm yếu là có cái gì? Điểm yếu thì nhất là không tự tin trình bày trước đám đông, nóng tính và ngại giao tiếp. Có tật xấu gì nữa? Cái nữa là về cái trình độ ngoại ngữ thì rất là kém. Bây giờ chị hỏi Phong một xíu nha. Thì em có chia sẻ là dạ, ở với con thì bây giờ sẵn thì chị hỏi luôn về cái tình trường của mình. Dạ, về tình cảm thì em có hai mối tình. Ngày đầu tiên là vợ của em, tại bọn em đã chia tay được 3 năm rồi. Sau đó thì em có quen và yêu một bạn nữa mấy tháng thôi, cảm thấy nó không phù hợp, thế nên là bọn em cũng chia tay. Cái hôn nhân của em với vợ trước đó của mình đó là kéo dài được bao lâu? Bọn em là được 11 năm chị ạ. 11 năm? Con của tụi em hiện tại là mấy tuổi rồi? Cháu lớn nhà em thì hiện tại năm nay đang học lớp 7, cháu bé thì đang học lớp 2 chị ạ. Hai cháu ở với em luôn hả? Dạ, cháu lớn ở với em, cháu bé ở với bên mẹ. Cháu lớn ở với em học lớp 7 thì đã 14 tuổi rồi đúng không? Bé trai hay bé gái? Năm nay là 12 tuổi, bé trai chị ạ. Hai vợ chồng có hay thường xuyên liên lạc với nhau để trao đổi thông tin của con cái, học hành của con cái không? Dạ, cũng thi thoảng thôi chị ạ. Có công việc cần thiết thì bọn em vẫn trao đổi ạ. Lý do gì mà chia tay em, trong khi là cũng quen nhau mười mấy năm, lấy nhau mười mấy năm, hai mặt con rồi? Hôn nhân thì cũng không nói trước điều gì cả. Bọn em thì cũng trong nó quá trình chung sống với nhau thì cũng nhiều cái điểm nó bất
bất đồng trong cuộc sống gia đình thôi, bọn em chia tay thôi, không vui vẻ, không vấn đề gì chị ạ. Vậy thì cái mối tình thứ hai như thế nào cũng không được. Gặp gỡ nhau được một thời gian ngắn, cũng được mấy tháng, thì bọn em cũng bất đồng về cách làm việc và mối quan hệ xã hội, cảm thấy không phù hợp với nhau thì bọn em chia tay. Cảm ơn em. Ở không, dạ. Từ lúc mà chia tay đến nay là bao lâu rồi không có bạn gái? Gần 2 năm chị ạ. Cái người bạn gái hay một cái người vợ tương lai của mình á, thì em mong muốn là một người như thế nào? Em mong muốn là một người, cái nhất là phụ nữ chín chắn một chút, trách nhiệm và thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Em cũng chủ động vào công việc tất cả mọi thứ, thì em không cần bạn gái là phải quá tập trung nhiều về công việc, dành quá nhiều thời gian cho công việc. Em chỉ cần một người phụ nữ là biết trân trọng tình cảm, sống tình cảm, dành nhiều thời gian cho gia đình một chút. Bây giờ tới tình trường của Bình nè, Bình thì sao nè? Em kết hôn rồi ạ. Có cháu nào chưa? Cũng có một cháu, cũng gần 1 tuổi đấy. À, bé trai hay bé gái? À, bé trai ạ. Hiện tại cũng đang sống với mẹ ạ. Mình ly hôn bao lâu rồi? Khi có quyết định của tòa thì nó mới cách đây cũng mấy tháng, 5 tháng gì vậy. Chính thức và có giấy tờ ly hôn luôn là được khoảng 5 tháng. Rồi nguyên nhân gì mà em với vợ cũ của ông chia tay? Hai vợ chồng với lại giữa hai gia đình nội ngoại nó cũng có nhiều cái quan điểm nó lại không phù hợp. Vợ của em cũng kiểu không suy nghĩ cho chồng của mình nhé, nên là dần dần giữa hai đứa lại nó có cái khoảng cách. Bình thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Dạ em thích một người nói chung là suy nghĩ về gia đình hay nói hay càm ràm một tí, về ngoại hình thì cũng đơn giản, thì không đừng có mọc mọc là được thôi. Em lại thích người cái kiểu người không ốm chứ. Ông có bị cà lắm không? Không, nói cái tình cảm dạ. Hoài vậy, ông nói được một cái câu nào mà nó trôi chảy mà. Tại vì anh bị nhiều suy nghĩ trong đầu quá, anh quá nhiều suy nghĩ trong đầu không biết nói đến nào chứ. Anh hiểu điểm yếu của em đấy là cái giao tiếp ấy, nhiều khi nói chuyện với chuyện nó không được tự nhiên, lại không được thoải mái, không được tự nhiên đấy. Như vậy là hôm nay là hai chàng trai của chúng ta đều đã từng ly hôn ha. Bình thì đang ở Quảng Bình thì có một cháu đang ở với mẹ. Anh Phong ở Hà Nội thì có hai cháu, thì mỗi cháu ở một nơi. Bây giờ quay lại với Quỳnh thì tình trường của Quỳnh như thế nào Quỳnh ơi? Cho hỏi câu luôn, vô thẳng vấn đề, kết hôn lần nào chưa? Em còn độc thân với lại từ cái năm 19 tuổi cho tới đây ba em cũng quen bốn cuộc tình nào cũng 2 năm, tình nào cũng đẹp. Nhưng mà tới lúc đó là nó có bị lời nguyền á chị ơi. Cứ 2 năm là em chia tay. 4 mối tình mà cứ 2 năm là quen 2 năm. Tại như vậy 4 mối tình là thấy hết mất 8 năm tuổi xuân rồi. Thì tính em giống như nó bị chán á chị Đường. Với lại kiểu lúc mà mình còn trẻ, mình còn nhỏ háo thắng, đứng núi này trong núi nọ. Lúc mà mình có người yêu xong rồi á, mình lại thấy trời ơi, có rất là nhiều thằng bồ mình, mà nó còn ngon hơn bồ mình nữa. Kiểu đó như vậy á chị. Chứ đi, quay lại ký ức chút xíu đi. Giờ vô cái mối tình đầu tiên đi. Mối tình đầu tiên luôn á của em á là một người tomboy. Mối tình đầu tiên luôn á của em á là một người tomboy. Những người đó yêu lắm, thương rồi lo cho em tất cả mọi thứ. Lúc đó em đi học rồi tất cả, nhưng mà tự nhiên em nhận ra là em cái giới tính của mình là em chỉ lầm thôi. Em thích con trai chứ em không có thích con gái. Thì cái lúc mà bọn em còn nhỏ mà bọn em chỉ có ở chung nhà với nhau thôi, còn những cái chuyện khác là em nhận biết được cái giới tính của mình là mình thích con trai. Bạn đó bạn cũng cảm nắng rồi thương, với lại bạn giống con trai quá rồi mình lầm tưởng là như vậy. Thật sự lúc đó mới mấy tuổi à, thì em bỏ bởi vì em xác nhận là giới tính em không phải vậy. Kết thúc cái mối tình đó thì mình có cái sự thay đổi nào trong bản thân của mình không? Em mê trai hơn. Em mê trai hơn. Mê trai hơn. Kết thúc với mẹ trai hơn chị. Cái mối tình đó em được nuông chiều quá nhiều, em không thấy em lớn, em trưởng thành gì hết. Mấy em trẻ con. Rồi mấy cái mối tình sau này nó mới là đột phá này. Cái nào mà ấn tượng nó gây cho em những cái gì làm thay đổi em á? Thì là mối tình thứ hai, em quen anh đó lúc là em 21 tuổi rồi. Quen anh đó rồi hợp nhau, hợp cực kỳ luôn. Cái nào giờ mình chưa có tiếp xúc quen con trai thôi. Quen anh đó là tuổi, anh đó là hợp cực kỳ. Hai đứa, hai bàn tay trắng, có một chút vốn làm nên tất cả mọi thứ. Thì anh đó kết quả là anh bù đắp hết tất cả cho người con gái khác không phải em. Thì em bắt gặp ảnh là cắm sừng em. Khi mà em phát hiện ra thì cái cô đó, cái chị đó chỉ cao hơn, đi trắng hơn, tóc này kia đẹp hơn em rất nhiều. Em thì ăn mặc rách rưới này kia. Tại vì lúc đó chị biết xong hai đứa mà tự mở nhà hàng Trung Quốc rồi tự làm các kiểu là
hai đứa cực lắm, làm từ 9 giờ tới 11 giờ đêm mới về nhà lận, mà về nhà còn thời gian cãi nhau nữa kìa. Ngày đầu em cũng cãi nhau đấy, là bất đồng quan điểm, bất đồng trong công việc, các kiểu làm chung với nhau mà. Thì anh đó, anh từ từ anh dạy em, mà mỗi ngày mà anh chửi á là em lớn lên, là em cảm giác, tại vì chỉ biết xong yêu mà, yêu nó có sức mạnh lắm. Từ khi mà em không biết tiếng Hoa, vì yêu anh đó em thay đổi, em biết đọc tiếng Hoa luôn. Em biết nói tiếng Hoa, tiếng Anh là vì anh đó. Với em cảm ơn anh đó rất nhiều, anh dạy cho em rất nhiều. Anh lúc nào anh cũng không cảm thấy hài lòng em phải thay đổi đi, em phải thế này thế kia. Em thay đổi vì ảnh nhưng mà cuối cùng cũng đâu được gì đâu. Em thay đổi vì ảnh nhưng mà cuối cùng cũng đâu được gì đâu. Cũng là số 1, số 0. Đâu có được chứ, bây giờ mình được như ngày hôm nay. Nè, mình học được nhiều thứ, mình biết tiếng Anh, mình biết tiếng Hoa. Được chứ. Khi kết thúc cái mối tình, em nghĩ là sai người. Kết thúc cái mối tình đó thì con người em nó cạnh em như thế nào? Từ lúc đó các em ích kỷ hơn. Em không có yêu ngu ngột như vậy nữa chị. Em yêu 50 thôi. Em yêu bản thân mình, em nói là tao không thể nào mà một tuần tao không thể nào cũng như là không shopping được. Tao phải đi shopping, tao phải đi mua đồ mắc thì tao phải mang đồ đó. Cái xong rồi mối tình thứ ba là em kiểu như là không thay đổi luôn. Người đó cưng chiều hết thích mực luôn. Em chỉ là em thôi, em không muốn thay đổi gì hết. Thì em cảm thấy em nhận ra là rốt cuộc là mình phải yêu bản thân mình trước, chứ không phải là mình cứ yêu người ta là người ta sẽ yêu ngược lại mình. Có nghĩa là hiện tại bây giờ mình biết chăm sóc cho bản thân mình hơn, phải không? Làm đẹp phải không? Ăn diện phải không? Đi shopping phải không? Yêu bản thân mình. Đó cũng là cách nói của một người phụ nữ tương đối thành đạt rồi. Phải yêu bản thân mình mới thăng hoa được. Sao hai quý ông của tôi thấy nãy giờ hai anh cười tủm tỉm cười lê lệ luôn. Tôi nghĩ của mình như thế nào? Thưởng cho một lon. Lúc mới đầu nghe Quỳnh chia sẻ thì em cũng khá là bất ngờ đấy ạ. Tại vì chưa gặp đúng người, để gặp đúng người cũng lạc luôn. Giờ Phong cảm nhận như thế nào? Rồi là bạn cũng rất là mê trai, mê phụ nữ là được rồi chả. Nhiều khi mình cũng tuổi trẻ bồng bột. Với lại em thấy em có học nghiên cứu là người phụ nữ mình nó có cái phần trăm nữ tính rất là cao. Chỉ cần người ta đối xử tốt với mình là mình bị yêu. Rồi bây giờ quay lại, bây giờ Quỳnh mong muốn tìm một cái mẫu người bạn trai là người như thế nào Quỳnh? Ít nói thôi, ít nói với người ngoài nhưng mà nói nhiều với em. Cùng tư duy, cùng quan điểm, cùng sở thích ăn uống, cùng một nền tảng giáo dục, cùng cách đối nhân xử thế. Nói được làm được, tiền có ít có nhiều không quan trọng. Quan trọng là cho em bao nhiêu. Quan trọng là cho em bao nhiêu. Ở đâu không quan trọng, nhưng mà quan trọng là ở trong tim có em hay không. Vậy là em có ngại yêu xa không? Dạ có, em rất ngại yêu xa. Nào giờ em chưa bao giờ yêu xa cả. Em yêu xa cách được 3 ngày. Vậy mà mới nói ở đâu cũng được, biết ở trong tim có hay không. Rồi bây giờ hỏi ngại yêu xa không thì là ngại. Không, vậy em nói là ngày xưa đến giờ. Em chưa nói hết chị ơi. Em nói là ngày xưa đến giờ. Nhưng mà nhiều khi con người mà nhiều khi nó có kỳ tích chị không. Mình đâu biết được tại tình ế lâu năm rồi. Có ngại đàn ông mà đã từng ly hôn không? Không, em không ngại cái chuyện đó. Nhưng mà em trả lời lại đi, em ngại. Cái lý do là, cái thứ nhất nha, người ta không có dành hết nhiều tình yêu cho mình. Đương nhiên là tình yêu của với con người ta sẽ nhiều hơn với em. Hai cái tình yêu nó khác nhau, nhưng mà đương nhiên nó sẽ có sự ích kỷ trong đó. Và làm em là rất là khó xử. Cái thứ hai là em nghĩ là nếu như mà đủ yêu là em sẽ ok. Mấy cái đó không có gì quan trọng hết. Nếu mà gặp được đúng người á. Bây giờ là đến lúc quan trọng. Hôm nay Quỳnh sẽ là người được ưu tiên. Quỳnh sẽ được lựa chọn trong hai người đàn ông ngày hôm nay. Một là anh Bình, hai là anh Phong. Quỳnh ơi, hôm nay em được một tấm bình phong nha cưng. Trước khi mà Quỳnh sẽ đưa ra quyết định của mình thì chị sẽ cho ba bạn xem những cái đoạn video clip giới thiệu về nhau nha. Xin mời xem clip.
em là hơi bị nhoi nha. Hồi nãy em cũng có nói với chị Tường á, em giao tiếp tốt, người nào em thích thì em sẽ nói rất là nhiều, còn người nào không thích thì em trả lời rất là chóng. Có nghĩa là hồi nãy mới vô là không có thích tôi đúng không? Chứ hồi đầu chưa có bắt nhịp được. Giờ thích chưa? Mà giờ thích em bắt nhịp cũng nhanh lắm. Nhịp điệu cha cha cha. Tôi hỏi giờ thích tôi chưa? Chứ hồi nãy không thích trả lời cọc lắm, giờ thích chưa? Tết nồi nghe nhạc tết nồi. Bây giờ là thích không phải làm lia lịa. Quan trọng là hai cái anh kia ngọt rồi, hai anh kia anh chạy rồi bà ơi, còn có tôi với bà chuyện thôi. Trời ơi, quay trở lại với hai anh nha. Bây giờ tôi vẫn theo thứ tự, hồi nãy giờ là hỏi thăm mà bây giờ hỏi theo thứ tự là Bình trước. Sau khi xem cái đoạn clip của bạn nữ, Bình cảm thấy như thế nào? Thì Quỳnh là một người khá là năng động, rồi lại cũng thấy cũng vui, rồi lại nhiệt tình. Mà cái không khá thoải mái. Quỳnh như vậy rất, em thấy rất là giống kiểu tính của em gái em. Mà nên là em thấy rất là kiểu thích những người có cá tính như vậy ấy. Có nghĩa là đang thích chứ không có sợ phải không? Không có bỏ chạy phải không? Vậy mà tôi tưởng đâu bỏ chạy chứ. Hồi nãy không chạy. Hồi nãy nghe nói là muốn gặp muốn một người phụ nữ kiểu như của gia đình này kia. Thấy con này có nhịp điệu quá, có techno quá, tưởng đâu bỏ chạy. Chưa chạy nha Quỳnh, chưa chạy nha. Phụ nữ của gia đình thì lúc về nhà, còn những cái lúc khác, những cái khoảnh khắc khác thì những cái ấy thì sống thật ra bản thân vui vẻ, nhiệt tình, năng động như vậy nó lại càng trẻ trung, càng lại trẻ hơn, trẻ lông hơn. Cảm ơn Bình, mày quá, bảo cà lông luôn rồi đó. Ông gặp Quỳnh nhảy xong cũng hướng quá, cà lông lại rồi. Phong thấy sao? Bạn Quỳnh thì bạn ấy rất là trẻ trung, cá tính, rất là năng động, rất là mạnh mẽ. Bạn yêu những cái điệu nhảy em rất là thích. Trong từ các cách giao tiếp bạn ấy rất là tự tin. Thấy có gì sẹt sẹt chưa hay là sợ quá bỏ chạy? Em thì em vẫn rất là mong muốn kết nối được kết nối với bạn Quỳnh. Chứ còn không sợ chị ạ? Không sợ. Không ai sợ hết nha Quỳnh. Tới công chuyện luôn này. Vậy là tới công chuyện rồi. Hai anh trai này còn hồn nguyên ở đây, không có ai chạy hết. Nhưng mà bây giờ Quỳnh phải đưa ra quyết định của mình. Quỳnh chỉ được chọn để tiếp tục trò chuyện với một anh thôi. Một anh Bình là đang ở Quảng Bình, một anh Phong là đang ở Hà Nội. Anh Bình là coi như là đã có đi Úc 3 năm, nhớ chưa? Chứ thì bà hay quên lắm, tiền mà còn quên nữa. Để tôi nhắc cho, ly dị vợ được 5-6 tháng rồi. Còn anh Phong là sinh năm 85 đúng không Phong? Đã có nhà riêng ở Hà Nội nhưng mà đang sống với con trai lớn 12 tuổi. Làm cái gì về văn phòng gì của nhà nước gì đó. Hồi nãy tôi nghe cái gì chánh văn phòng gì tôi quên rồi. Em là làm chánh văn phòng của bên truyền hình chống hàng giả. À, chánh văn phòng bên truyền hình. Rồi em bán hàng giả luôn. Em chống hàng giả nhưng mà em bán hàng giả. Tình éo leo. Rồi bây giờ Quỳnh quyết định đi, chọn đi cơ. Em đi thẳng vào vấn đề luôn, em chia sẻ nhanh luôn. Nào ok, nãy giờ nói chuyện với hai anh á, em tới chương trình này là em muốn kiếm một người bạn nha, một người bạn khác giới. Là nhiều khi dịch cũng rảnh á mọi người, ngoài cái thời gian mà lên TikTok nhảy nhót rồi này kia thì cũng rảnh. Có một người bạn nói chuyện nhưng mà em không biết là có được số điện thoại của nhau là có chuyện nói chuyện sau đó hay không. Là em chọn anh. Cái việc lo lắng cho vợ con thì điều đấy là tất nhiên là mình phải làm được. Không làm được cũng phải được. Quỳnh là một người khá là năng động, rồi lại cũng thấy cũng vui, rồi lại nhiệt tình. Mà cái tính khá là thoải mái. Nên là em thấy rất là thích những người có cái cá tính như vậy á. Em thì em vẫn rất là mong muốn kết nối với bạn Quỳnh. Chứ còn không sợ chị ạ? Không sợ. Không ai sợ hết nha Quỳnh. Tới công chuyện thì tới công chuyện luôn này. Để em chọn anh. Anh Phong á. Đưa ra câu quyết định giờ là chọn anh Phong phải không? Vâng. Bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn gặp nhau luôn để mà mình say hello với anh Bình ha. Xin phòng máy cho ba bạn luôn. Ôi chị ơi chị, nếu mà được chọn cho cả hai. Thôi bỏ đi. Tham quá. Rồi, xin mời cho kết nối cả ba bạn với nhau ạ. Chào Bình. Em đoán đi, giờ anh nào là anh Bình, anh nào là anh Phong, hai anh áo trắng luôn đó. Ca này khó. Anh Bình là
là có đeo tai nghe đi. Hay ha, nhạy cảm quá ha. Em không chọn người ta rồi đi, em sorry người ta rồi, em tạm biệt, em chúc người ta đi rồi em tạm biệt người ta đi, chứ còn gì nữa. Say hello với anh Bình đi. Anh ơi, do luật thôi chứ không phải là do em nha. Chứ em là em cũng muốn chọn hai cả hai luôn. Em là em cũng muốn chọn hai cả hai luôn. Bình ơi. Dạ vâng. Hôm nay chị Tường chưa có duyên nha, chưa kết nối được em với người bạn nữ của chương trình. Thôi hẹn lần sau ha, đăng ký tham gia tiếp những chương trình mai mối của chị Tường. Vâng ạ. Chị Tường thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cảm ơn Bình rất là nhiều đã tin tưởng và đã đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc Online ha. Chúc Bình nhiều sức khỏe nè, thăng tiến trong công việc nè. Rồi biết đâu một ngày nào đó chị Bình sẽ gặp lại nhau. Cảm ơn Bình rất là nhiều nha. Bye bye. Vâng. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới ban biên tập chương trình, chị Cát Tường cũng đã tạo cái sân chơi cho những người đang độc thân trong mùa dịch cũng có thể có cơ hội để tìm hiểu nhau. Ok, tạm biệt Bình nha. Chào tất cả mọi người. Dù rất là tiếc nhưng mà chúng ta đành phải tạm biệt với bạn Bình ha. Một bạn trai Tường thấy cũng rất là năng động, cũng rất là dễ thương luôn. Bây giờ hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau thoải mái vui vẻ hơn ha. Rồi giờ muốn hỏi gì đó anh Phong đó, là loại hết một người còn Bình Anh đó nha anh Phong. Bây giờ chủ động đi. Rất là cảm ơn em lựa chọn và dành cho anh cái tình cảm nhất định. Hy vọng rằng là sau chương trình này thì anh em mình có cái thời gian gặp gỡ nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn. Quan điểm của em thế nào về tình yêu và hôn nhân? Theo em thì nếu như mà đã cưới rồi là không chia tay, sống với một người đó thôi. Ví dụ như có ngoại tình hay như thế nào thì cũng chấp nhận, và ly thân hay như thế nào đó, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải ở với nhau nếu như đã kết hôn. Vì cái lý do đó mà tại vì em chưa kết hôn làm gì vậy, tức là mình sẽ chấp nhận, tại vì trong cái quá trình mà khi mình kết hôn mình cũng sẽ chán nhau, mình cũng sẽ có những cái phút giây xa ngã hay là như nào đó, nhưng mà mình cũng sẽ tha thứ được hết. Em nghĩ là mình sẽ sống vì con nữa chứ không phải là sống vì bản thân mình không. Em không có muốn có con mà con không có cha có mẹ. Thực ra thì trong quá trình trong hôn nhân thì cũng không thể nói trước được điều gì cả, không ai mong muốn là mình ly hôn đâu, nhưng mà đôi khi nó không được như mình mong muốn. Em nói là cái quan điểm của em, nếu như mà em kết hôn với một người đó thì em sẽ có cái deal với người ta, có một cái hợp đồng, một cái list nói ra với nhau như vậy, có đồng ý hay không. Ví dụ như anh có người khác thì anh cũng phải nói với em hay như thế này đó. Em chỉ yêu cầu một điều thôi, trong hôn nhân là nó phải tôn trọng nhau. Anh đồng ý quan điểm của em. Gặp em thì anh thấy em rất là xinh xắn, xinh gái và rất là dễ thương. Thì em cảm nhận nào về anh? Em thấy so với độ tuổi thì anh lớn em nhiều. Cái tính của em á, nếu mà em có lớn giống anh á thì em cũng như bây giờ thôi, thì em cũng cần một người chồng để kịp mình lại chút. Theo cái cá tính của em mạnh mẽ anh cũng rất là thích. Chứ bây giờ mà Quỳnh mà lấy thêm đứa một bạn trai, lấy thêm một người chồng mà nhoi như em nữa, rồi cái nhà em nó như thế nào, rồi sanh con ra, rồi con nó ra làm sao, một là người dày người kia nó mới hòa lại, nó mới hợp được chứ, đúng không? Bà tưng quá, phải có cái người kèm bà xuống. Chị có lo lắng một chút, hai bạn thử trao đổi xem sao. Theo như chị thấy thì là có vẻ như là Phong á thì rất là ổn định như công việc, mà Phong làm cái công việc đó nên như công việc của nhà nước cũng khó thay đổi, trong khi Quỳnh á cũng rất là thành công trong cái công việc kinh doanh của mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì nếu như đây là mình nói, nếu như hai bạn tìm hiểu một thời gian mà thấy phù hợp mọi thứ thì mình đã tính cái chuyện tương lai mình nó như thế nào? Chị Đường đứng sao quá. Em thì em đang tính là một người bạn khác giới, như mà em có thể tâm sự nói chuyện nè, xong rồi nếu mà rảnh hay như thế nào em có thể ra Hà Nội chơi, em thích đi chơi, em thích du lịch lắm. Điều mà em đang băn khoăn một chút xíu á, anh nói là anh cần một người phụ nữ cho gia đình, mà em thấy em có miếng nào trong đó. Em là một người phụ nữ cho gia đình, bởi vì lúc nãy khi em chia sẻ cái quan điểm em có nói là khi em đã quyết định em lấy ai rồi là em sẽ không bao giờ bỏ, chấp nhận thậm chí là nhiều khi là người chồng mình ngoại tình, người chồng mình không tốt mà em cũng vẫn chấp nhận luôn, em không bỏ. Đó cũng là cái người phụ nữ chịu đựng của gia đình đó. Chị nói vậy đúng không? Dạ. Ok, cái mặt đó thì ok. Đúng. Em sẽ 50 thôi, 50 dành cho gia đình và 50 dành cho công việc thì vậy. Người đàn ông phải gánh cho em nữa 50 còn lại. Ăn thua em có tiền không? Chị nghe này, chị nói nghiêm túc. Chị là một người phụ nữ cho gia đình nè, nấu ăn chị biết nè, chăm con chị biết nè, dạy dỗ con chị biết, nhưng mà chị đâu có làm. Chị thuê người giúp việc, lúc nào cần hoặc lúc nào đặc biệt hoặc lúc nào quan trọng thì chị sẽ làm. Như vậy đâu có nghĩa là chị không phải là người phụ nữ gia đình. Chị vẫn quán xuyến mọi việc trong nhà, nhưng mà cái gì mình làm không nổi mà mình không có thời gian, mình phải ra chuyên bán hàng, phải kinh doanh thì mình có thể thuê người, mình thuê nhân viên được mà, thì mình thuê người giúp việc thôi, đúng không?
Em là kiểu đó chị. Bây giờ Phong cho biết ý kiến của Phong coi, suy nghĩ của Phong coi. Chị Cát Tường nói rất là chính xác. Người phụ nữ của gia đình không hẳn là cứ phải tập trung nào là phải nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa tất cả mọi thứ. Cái ý của em là em muốn người phụ nữ gia đình là dành nhiều cái thời gian cho gia đình hơn, thay bằng cái việc là cứ tập trung chăm chú vào cái việc kiếm tiền mà bỏ bê gia đình, chứ không phải là người phụ nữ gia đình là phải nấu ăn. Em nấu ăn rất là tốt vì bản thân em cũng biết nhậu. Em rất là thích nha. Hôm nay á, thì thời gian của chương trình nó cũng có giới hạn thôi. Nếu mà muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa là hai bạn phải dành thời gian cho nhau. Ví dụ như là hết dịch thì Quỳnh phải cũng có thể đi thăm Phong, Phong cũng có thể là bay vào Sài Gòn thăm Quỳnh. Bây giờ là cái lúc mình lắng động nè. Mình có muốn tiếp tục cái tìm hiểu cái mối quan hệ này, tìm hiểu cái người bạn này hay không? Hai bạn phải tự quyết định. Thì bây giờ các bạn đã chuẩn bị sẵn cho chị Tường biểu tượng mặt trăng và mặt trời chưa? Sau 3 tiếng đếm của chị Tường mà đồng ý hẹn hò với nhau để tiếp tục, là chương trình sẽ gửi thông tin của các bạn cho nhau để các bạn sẽ tiếp tục làm quen, trò chuyện. Thì các bạn hãy đưa cái biểu tượng mặt trời lên. Nếu mà các bạn không đồng ý là mình chấm dứt câu chuyện tại đây, thì mình có quyền đưa biểu tượng mặt trăng lên. Mời hai bạn nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, mình sẽ đưa cái biểu tượng mà mình mong muốn lên. 1. Nếu như mà đã cưới rồi là không chia tay, sống với một người đó thôi. Ví dụ như có ngoại tình như thế nào thì cũng chấp nhận, và ly thân hay như thế nào đó, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải ở với nhau nếu như đã kết hôn. 2. Chị Cát Tường nói rất là chính xác. Người phụ nữ của gia đình không hẳn là cứ phải tập trung nào là phải nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa tất cả mọi thứ. Cái ý của em là em muốn người phụ nữ gia đình là dành nhiều cái thời gian cho gia đình hơn, thay bằng cái việc là cứ tập trung chăm chú vào cái việc kiếm tiền mà bỏ bê gia đình, chứ không phải là người phụ nữ gia đình là phải nấu ăn. Em nấu ăn rất là tốt vì bản thân em cũng biết nhậu. Em rất là thích nha. 3. Xin mời biểu tượng của hai bạn. Trời ơi, sao vậy? Sao mặt trăng vậy? Nói tôi nghe coi. Mặt trăng là đồng ý mà. Mặt trăng là đồng ý mà. Trời ơi, mặt trời mới đồng ý ông nội đâu. Mặt ông cười tôi kìa. Xin lỗi em, xin lỗi. Giờ sao? Bút sao mà gà chết chứ. Cái khúc này cũng vui mà chị. Không chị, khúc này cũng vui mà chị. Tôi nhắm mắt tôi kêu lắng động lại nha. Rồi tôi nói đếm đã rồi mà đưa mặt trăng lên mà còn cười tươi nữa chứ. Mặt trăng là đồng ý mà chị. Giờ sao Quỳnh có cho ta cơ hội đưa lại không Quỳnh? Không, em thấy đưa vậy được rồi chị. Em thấy là đưa vậy cũng dễ thương mà. Anh có bổ sung sau. Ý là anh dễ thương mà. Anh không biết thôi. Rồi bây giờ em chấp nhận là bây giờ Quỳnh có chấp nhận tha thứ về cái tội của là đồng ý mặt trời không? Anh ngồi sao cũng được. Anh ok chị. Nói chung là anh này ba chớp ba nhán hay là run quá hồi hộp quá hay là sao tôi cũng biết. Nhưng bây giờ là anh nói là anh trong lòng anh là muốn hẹn hò mà anh đưa lộ. Nhưng mà đương sự là Quỳnh đã đồng ý chấp nhận. Chỉ cần hai người chấp nhận là được thôi. Coi như là đồng ý. Tôi chốt là bữa nay là đồng ý hẹn hò. Chứ nếu mà Quỳnh nói tôi đồng ý một cái là tôi cắt chương trình luôn, là không có thông tin liên lạc của nhau đâu nha. Cảm ơn hai bạn. Chốt. Cảm ơn chị Cát Tường. Rồi, nào mời chị Cát Tường ra Hà Nội mời chị cà phê nhá. Ok, hết dịch là chị. Ôi chị ơi, đi liền chị ơi. Đi với em nha chị. Hả? Ý là bữa đó anh rủ chị đi với em. Ok. Hết dịch mời chị Cát Tường ra Hà Nội một chuyến. Rồi, ok cưng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều theo dõi cặp đôi này rất là vui đúng không quý vị? Đây là một cái tập rất là vui. Mặc dù là biểu tượng nó lệch nhau. Kính thưa quý vị khán giả, như vậy là hôm nay Tường đã thành công. Tôi cũng mém rớt tim ra ngoài, tôi tưởng tôi thất bại rồi. Hy vọng rằng là bạn sẽ lấy thời gian tâm sự trò chuyện với nhau, tìm hiểu nhau thật là dễ thương, thật là thoải mái, giống như là tính cách của bạn Quỳnh vậy đó. Tường cũng xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã quan tâm, đồng hành và ủng hộ những cái chương trình mà Tường đang thực hiện. Cảm ơn hai bạn Quỳnh và Phong. Chúc cho toàn thể chúng ta được nhiều sức khỏe và Việt Nam chúng ta sớm vượt qua đại dịch. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại vào tuần sau nha. Kính thưa quý vị, chương trình ghép đôi thần tốc online được phát sóng độc quyền trên kênh myclip.vn, được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh myclip.vn quý vị nha. Quý vị hãy tham gia ngay mạng xã hội myclip để được theo dõi chương trình ghép đôi thần tốc và được gặp gỡ các Tường. Kính thưa quý vị, chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube ghép đôi thần tốc. Và kính thưa quý vị, chương trình ghép đôi thần tốc online được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.